Tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn bài số 28 của Caroli. Trong cái bài số 28 này thì các bạn nhìn thấy là nó có hai dấu thăng, pha thăng và đô thăng. Thì dĩ nhiên nó sẽ là hai giọng rê trưởng song song với si thứ. Đấy. Rê trưởng song song với si thứ thì các bạn nhìn thấy ở đầu hóa biểu và cuối hóa biểu. Đầu hóa biểu là nốt la và cuối hóa biểu nốt rê. Chứng tỏ là nó sẽ ở giọng rê trưởng. Rê trưởng nhé, bài này giọng rê trưởng. Và nhịp của nó các bạn nhìn thấy ở đầu bản nhạc là nhịp 24, tức là toàn bộ các ô nhịp là nhịp 24. 24 có nghĩa là trong mỗi một ô nhịp gồm có hai phách, mỗi phách tương đương với một nốt đen. Và điều chú ý nữa, các bạn nhìn thấy ở bên trên của bản nhạc phía bên trái nó có chữ gracioso, tức là nó được thể hiện cái bài này là duyên dáng dễ thương. Đấy, đại loại là duyên dáng nhé, và cũng có cái từ ngữ nó dịch là dễ thương nữa nhé. Thế bây giờ các bạn sẽ chú ý nhìn thấy đầu tiên của cái bản nhạc nó có cái nốt thiếu, tức là la và son và móc tép, tức là bằng tương đương móc đơn, có nghĩa là ô nhịp đầu là ô nhịp thiếu, nó sẽ được bù lại, tức là cái ô nhịp cuối cùng cũng như vậy, tức là ô nhịp cuối cùng là hai phách thì cái nốt thiếu đó nếu nó quay lại thì đây nó không quay lại nhé, nếu mà quay lại thì thông thường nó sẽ là thiếu một móc đơn, như là cái chỗ mà đến khi hai gạch đậm và hai chấm ấy thì nó quay lại, thì các bạn đến cái nó gọi là cái phách thứ hai, nhưng mà cái phách nhất đấy, nhất của phách thứ hai thì nó vào cái nốt thiếu ở đầu bản nhạc đấy nhé. Đấy, như vậy thế bản nhạc này thì tôi cũng xem sơ bộ qua rồi, cái phần mà nó gầy có những cái chỗ nó gầy chọc đôi hai dây liền nhau, và cái chỗ nó gầy tách ra, gầy dài hoặc chọc đôi tách ra, tách giữa hai dây. Và cái quan trọng nữa là cái phần cuối nó có những cái đoạn chạy lên thế tay 5, tức là chạy lên cái rê trưởng ở thế tay 5 này. Đấy. Thế bây giờ trong cái bài này gồm có 8 dòng nhạc, 8 dòng kẻ nhạc, thì tôi sẽ hướng dẫn từng ô nhịp một, chỉ hướng dẫn các bạn một lần hoặc hai lần là cùng, sau đó là từng đoạn ngắn để cho nó, bởi bài này nó dài cho nên các bạn chú ý nghe. Bây giờ các bạn sẽ nghe mẫu tôi chơi bản nhạc này từ đầu đến cuối. Thank you.
các bạn đã nghe toàn bộ bài 28. Bây giờ tôi sẽ vào phần hướng dẫn. Các bạn chú ý nhìn thấy cái ô nhịp đầu tiên thiếu, là cái ô nhịp đầu tiên thiếu là ở phách nhấc chân, nên các bạn sẽ đánh hai nốt, tức là lá. La là bấm ngón 4, son ngón 2. Fa thì các bạn sẽ chập, đánh chập hai nốt rê và fa thăng. Đấy là ở cái giọng rê trưởng. Đây. Yeah. Thì các bạn đánh cho tôi là đập xuống, sau các bạn nhấc lên bắt đầu mới đánh la này. Vào cái chỗ này thì các bạn sẽ không phải là gẩy hai ngón này nữa nhé, mà gẩy tức là ngón cái. Đấy. Tuy nhiên là hai nốt xít nhau thì các bạn gẩy ngón cái. Bây giờ các bạn tôi sẽ để cái đàn nằm ngang ra cho các bạn nhìn rõ ngón tay gẩy và ngón tay bấm. Đây, chỗ này các bạn sẽ gẩy nốt la là bằng hai ngón này nhá, la son fa này. Đến khi mà đến nốt fa và rê thì các bạn gẩy rê ngón cái và fa là ngón trỏ này. Sau đó là gì? Mi vi la thì các bạn nhảy ngón này vào la đây. Sau đó là fa với rê thì các bạn bấm nốt fa ngón 3 và rê, các bạn gẩy tách ngón cái ra đây nhá. Đấy, bây giờ tôi gẩy cái ô nhịp đầu tiên cho bạn nghe này. Đấy. Tôi gẩy lại một lần thứ hai này. Tiếp theo ô nhịp thứ hai cũng giống như vậy, nó lại lặp lại cái câu trên. Tiếp theo sang ô nhịp thứ ba, nó như này này. Đấy, chập như thế nhé. Và tiếp theo là gì? Rê chập với fa. Đấy, là fa thăng. Thì chỗ này các bạn sẽ fa thăng và rê thì các bạn sẽ gẩy tách hai ngón này ra. Đây, hai ngón. Đấy, ngón số 1, số 2 là gẩy tách ra nhé. Bây giờ tôi sẽ gẩy lại này, cái ô nhịp thứ ba cho các bạn nghe này. Là fa. Cái nốt mà hai cái nốt cuối của cái dòng kẻ nhạc thứ ba thì nó tách hai cái ngón ra, là gẩy là, fa, thăng và rê. Là nó ở giọng rê trưởng nhá. Đây, cái ô nhịp cuối cùng của dòng kẻ nhạc thứ nhất là nó ở la trưởng, nhưng chỗ này các bạn nhìn thấy cái chùm 4 nốt, tức là chập ô vào cái nốt đầu tiên là chập là đô mí, sau đó đánh là rê mi fa. Đấy, sau đó là gì? Mi là lại chập với là nhá. Nó như này, các bạn chú ý nghe này. Lần nữa này. Sau đó là các bạn nhấc chân lên, các bạn đánh tiếp tục là lại giống như đầu tiên nhá. Đấy. Chỗ này thì các bạn chập rê với fa. Cái bè dưới thì các bạn gẩy ngón cái thôi nhá. Tôi gẩy lại một lần nữa này, giống như là cái câu đầu này. Tiếp theo nó lại câu thứ ô nhịp thứ hai cũng lại giống thế. Và sang ô nhịp thứ ba, nhưng chỗ này gẩy rất mạnh là này, đô mí. Sau đó các bạn sang đấy, rê, rê si gì? Rê si rê. Sau các bạn lên gì? Tiếp theo là mi, tức là ở la trưởng là à, mi, la đố. Sau đó là gì? Cái nốt cuối cùng của cái chùm 4 nốt móc đơn là sang mi. Đấy, mi, tức là mi son thăng si. Sau đó là gì? Về nhá. Đấy, bây giờ các bạn chú ý nghe tôi gẩy lại cái ô nhịp thứ ba. Đấy, cái ô nhịp thứ ba thì các bạn chú ý là cái bè dưới nó chạy là rê mi nhá. Thế còn bè trên nó chạy chập đôi hai nốt, tức là mi rê đô, tức là hai cái bè nó chụm vào nhau chạy từ
là mí trộn vào thành mì đô nhá. Đấy, bè đi lên và bè đi xuống. Nhưng các bạn chú ý nghe này. Đến cái ô nhịp thứ tư thì các bạn thấy nó là là đố là. Sau đó là nó thiếu một móc đơn. Chỗ này là nó quay lại từ đầu, có nghĩa là các bạn nhấc chân lên là các bạn phải đánh luôn vào. Đấy. Vào luôn như thế nhá. Nhưng cái điều các bạn nên chú ý là chỗ này này. Các bạn đang bấm ở đây thì các bạn tụt xuống. Tụt cái ngón một xuống la đây để các bạn chuẩn bị. Đấy, bấm vào với này các bạn sẽ không chạy nhá. Đấy, tôi sẽ đánh lại cái ô nhịp thứ ba và thứ tư là hết một câu để cho các bạn nghe. Đấy, các bạn sẽ gảy lại từ đầu một lần nữa cho đến cái vừa rồi nhá. Thì bây giờ các bạn sẽ sang tiếp theo câu thứ hai, bắt đầu từ hai chấm. Sang câu thứ hai thì giai điệu nó lại chạy khác rồi, tức là đô rê mi, nó như thế này, đô. Đấy, đô rê mi này. Cây nốt phách đầu tiên thì các bạn chập vào là và đô mí, còn cái phách nhấc lên thì chỉ có đô mí thôi. Nó như thế này. Và tiếp theo là gì? Đây. Các bạn sẽ chạy xuống, tức là nốt son và nốt mi. Đây. Son mi thì các bạn bấm cho tôi gì như này nhá. Đây. Sau tiếp theo lại ngược dưới lên là thế tay hai nhá. Lại này. Tôi đánh cái ô nhịp thứ thứ hai, thứ ba của câu thứ hai nhá. Tức là hết cái dòng kẻ nhạc thứ hai cho các bạn nghe này. Chỗ này các bạn sẽ đánh nhấc chân lên là vào đô rê mi nhá. Phách cuối cùng của dòng nhạc thứ hai là nó chạy xuống thế tay 5. Đấy, đấy, chỗ này chạy xuống thế tay 5 này này, bấm hai nốt là pha thăng và la. Nhá, bây giờ tôi sẽ đánh lại một lần nữa, tức là hai ô nhịp cuối cùng của dòng kẻ nhạc thứ hai cho các bạn nghe. Xuống dòng kẻ nhạc thứ ba thì ô nhịp đấy nó chạy lên nốt son, loại chạy lên nốt son. Bây giờ tôi sẽ đánh hai ô nhịp đầu tiên của dòng kẻ nhạc thứ ba cho các bạn nghe. Nó chạy bắt đầu từ nốt son đây. Sẽ đánh lại một lần nữa. Chỗ này các bạn lưu ý là sang ô nhịp thứ hai thì nó về la. Đấy, la trưởng, nhưng mà la rê thăng nhá. Đấy, các bạn nhớ là la rê thăng mi này. Đấy. Sau lại tiếp tục các bạn sẽ đánh lại giống như câu trên. Giống hệt như là cái câu đầu ấy, à, câu thứ hai đầu tiên ấy nhá. Tôi đánh lại này. Đấy, easy như thế. Và đến cái chỗ đoạn khi mà đánh đến cái đoạn la đây nhá. Vào phách thứ hai thì đập xuống nghỉ, sau đó nhấc chân lên các bạn lại đánh. Đến cái dòng kẻ nhạc thứ tư thì nó lại lặp lại giống câu đầu, tức là bắt đầu nối từ cái câu lá son ở dòng kẻ nhạc trên nhá, xuống nó như này, nó lại trở lại.
và tiếp theo lại một lần nữa, và tiếp theo nó lại là pha gì, tức là sang cái ô nhịp thứ ba của dòng cảnh nhạc tư là phá rê, nó lại trở lại như cái câu trước nhé. Đấy, như thế. Tôi đánh lại này. Đấy, lại giống hệt câu trên nhé. Chỗ này tôi chỉ như thế thôi. Tiếp theo sang hai ô nhịp cuối cùng của dòng cảnh nhạc thứ tư, nó trở lại tức là la son fa mi re, nó lại thế. Nhưng sang ô nhịp cuối cùng của dòng cảnh nhạc thứ tư nó khác, cái ô nhịp này nó khác cái nốt cuối là nó đánh mạnh vào cái hợp âm tức là fa la re thăng. Fa la re thăng đây, fa nhá, fa là fa thăng rồi, fa la, đấy, như thế. Đấy. Tức là chỗ này các bạn là đấy. Đánh mạnh chỗ này nhá, sau đó xuống ô nhịp dưới là các bạn đánh cho tôi là son, son là gì, nó ở mi thứ, chỗ này là C. Đấy, C7 sau là sang mi thứ tức là 3 giây vuông. Đấy. Đấy, nhá, chỗ này này, mi này, chỗ này chạy liền tức là bấm hai cái nốt son thăng và mi thăng, mi thăng chính nó là pha này này nhá, và gì rê xuống là rê gì, đây là rê trưởng nhá. Đấy. Chạy về chỗ này là chạy về rê trưởng nhá. Bây giờ tôi sẽ đánh lại cái ô nhịp cuối cùng của dòng kèn nhạc thứ tư, sau xuống cái hai cái nhịp đầu tiên của dòng kèn nhạc thứ năm là hết một câu cho các bạn nghe. Đây, các bạn chú ý tôi đánh cái ô nhịp cuối cùng của dòng kẻ nhạc thứ tư và xuống cái dòng kẻ nhạc hai cái ô nhịp của dòng kẻ nhạc thứ năm là hết câu 2. Các bạn chú ý nghe này, cái đoạn đầu thì nó giống như là cái câu đầu tiên nhưng đến phần sau là nó khác, các bạn chú ý nghe nhé. Cái câu cuối cùng, đấy, cái ô nhịp cuối cùng thì nó chập rề. Lúc đấy tôi đánh nhầm, tức là vào cái dây son nhưng mà rề cả nhé, chập cái rề. Vừa rồi tôi đã đánh hết 2 câu cho các bạn. Bây giờ các bạn sẽ tiếp tục vào câu thứ 3. Bắt đầu từ ô nhịp thứ 3 của dòng kẻ nhạc thứ 5. Chỗ này thì tình cảm là MF tức là mạnh vừa. Bây giờ các bạn tiếp tục vào câu thứ 3. Các bạn nhìn thấy là MF tức là này. Chỗ này thì nó đánh là đô, nhấc chân lên đánh đô rê mi là phải đập nhưng mà chỉ có nốt mi, còn dưới là nghỉ nhá. Nhưng ở cái phách nhấc và phách đập sau của hai cái nốt chùm ba đấy. Đấy, nó có 3 nốt thì hai cái nốt sau thì các bạn chập mi với rê, xì rê. Đấy. Chỗ này là mi 7 nhá. Sau đó là gì? Chập là về la trưởng nhá. Đấy. Bây giờ tôi đánh bắt đầu từ đầu câu thứ 3 cho các bạn nghe này. Nó gảy hai lần như thế nhá. Các bạn nghe tôi gảy lại một lần nữa này, hai ô nhịp tức là giống nhau.
tiếp theo sang ô nhịp thứ 3 và thứ 4 là hết cái dòng biển nhạc thứ 5, là nó đánh nốt son, à nốt la. Đây, chỗ này thì la son thăng nhá, và các bạn đánh liền luôn. Đấy, cái chỗ này thì cái nốt bát nó chạy nó như kiểu giai điệu ấy, nhá. Các bạn chú ý nghe này, tôi đánh lại này. Chỗ này là nó là re à mi 7. Đấy, si son thăng re. Đấy, mi 7 nhá. Và về gì? Đây là la chuẩn. Nhá. Bây giờ tôi sẽ đánh lại từ cái nốt hai ô nhịp cuối của dòng biển nhạc thứ 5 cho bạn nghe này. Các bạn nhớ là đánh hai cái nốt, tức là la son thăng nhá. Đến đây thì các bạn nhìn thấy cuối ô nhịp là nó lại, tức là nó lại quay lại giống ở trên nhá. Do re mi. Nằm ở đây, sau đó hai nốt này các bạn bấm đây. Đấy, câu sau thì nó vẫn là nốt đô nhé. Tôi đánh lại này. Sang đây. Đấy. Đây. Son thăng và mi thăng thì nó là đây. Và tiếp theo là gì? À, nó lại xuống. Bây giờ tôi lên lại nhé. Chỗ này xuống đến cái nốt son thăng đây thì. Và xuống gì? Giải cái âm đây là pha thăng thứ. Đúng rồi, thế bây giờ các bạn sẽ nghe tôi gảy lại hai cái nhịp cuối cùng của câu này như này. Bây giờ tôi sẽ gảy lại một lần nữa nhé. Đây như này này. Các bạn là gảy chập hoặc là các bạn dẩy ra mà giải ra cho nó nhẹ nhàng nhá. Thế đến đây là hết cái câu này thì các bạn lại quay lại hai chấm ở bên trên, các bạn gảy cho tôi một lần nữa. Và bây giờ các bạn sẽ vào cái câu cuối cùng là hai ô nhịp của dòng kẻ nhạc thứ 6 và xuống nốt hai cái dòng kẻ nhạc thứ 7 và thứ 8 là hết bài này. Bây giờ hai cái ô nhịp mà cuối của dòng kẻ nhạc thứ 6 là gì? Nó lại trở về, tức là la son hoàn nhé. Nó lại giống như câu trên. Và tiếp theo cũng thế. Và gì? Nhá. Như thế. Câu trên nhé, các bạn câu trên các bạn đã tập tốt rồi thì các bạn sẽ tập như thế nhé. Bây giờ tôi gảy lại một lần nữa này. Chỗ này thì các bạn gảy tách, tức là la và gì, son si, à son đô. Tiếp tục, nó lại quay lại.
hai cái ô nhịp cuối cùng của dòng cảnh nhạc thứ bảy. Và xuống cái dòng cảnh nhạc thứ bảy là nó khác ở chỗ nào? Đây, các bạn sẽ là gảy rề là vào phách đập nhá. Và gì? La. Đây, cho các bạn bấm như này, rê, rê trưởng nhá. Và tiếp tục các bạn là mí đồ. À. Lại lặp lại lần nữa đi. Các bạn nốt cuối cùng là rê là vào phách đập, sau nhấc chân lên là các bạn nghỉ, thì có thể là các bạn nhìn thấy cái mắt ngỗng bên trên, các bạn có thể nghỉ tự do nhé. Sau đó là hết bài. Vừa rồi tôi đã hướng dẫn cho các bạn toàn bộ bài 28. Các bạn cố gắng chú ý tập thật kỹ từng câu ngắn một. Chúc các bạn thành công. Xin chào tạm biệt.